Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp Tuần Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 126 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự động viên, ủng hộ của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Dương Lăng lại phải cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Hắn đem tin tức tình hình thế lực các phe phái ở kinh thành mà Tư Phương chuyển đến cẩn thận xem xét lại một lượt, cũng hiểu được mối nguy ở trước mắt. Thế lực của Liêu Cẩn có nguy cơ không chống chế được. Ngọn lửa này cứ thế cháy lớn, bản thân hắn cũng có thể bị lửa thiêu. Phải ứng phó như thế nào đây, trí tuệ vẫn nắm, việc định liệu trước. Cái kia chỉ là để ổn định nhân tâm, đối sách thực sự hắn còn chưa có nghĩ ra được. Dương Lăng nuốt nước bọt, cố gắng hồi tưởng thật lâu, đem từng trận tranh quyền đoạt vị từ cổ chí kim trong nước ngoài nước mà bản thân nhớ rõ từng trận một, cân nhắc một lượt, kết hợp với tình thế hiện tại, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một biện pháp. Hắn cân nhắc lại mấy lần, cảm thấy kế này tính khả thi rất cao, hắn mới đứng dậy. Khóe miệng của Dương Lăng chậm rãi nhếch lên, nở ra một nụ cười châm biếm, hắn thản nhiên nói: "Tranh đi, đoạt đi. Không như vậy thì đám lão thần cũng sẽ không bị người hoàn toàn đẩy về bên ta được. Từ nay về sau sẽ chắc chắn trở thành đồng minh của ta. Hiện tại cứ để cho ngươi ở kinh thành tự do tự tái. Một khi ta đã hồi kinh, sẽ có biện pháp lật đổ thế lực của ngươi mới khổ công xây dựng. Ngoan ngoãn trở lại hậu đình của ngươi chờ ta tấn công đi." Lại nói lúc bấy giờ, hắn sâu kín thở dài nhìn A Đức Ni nói: "Này, nếu ta thực sự mà bỏ mạng ở Tứ Xuyên, khi đó thì phải nhờ vào nàng rồi. Hãy đem phong bật thư ta gửi ngươi giao cho Vân Nhi, nàng ấy nhất định sẽ giúp được ta kìa. Khi đó ta ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể yên lòng được." Khi hắn xuống Tây Bắc đã viết ra một phong thư giao cho An Đức Ni, tuy trong thư đã nói rõ mọi chuyện phải do Thành Cửu Vận sắp xếp, nhưng hắn biết rõ tính cách của Thành Cửu Vận. Thành Cửu Vận không phải Triệu Tử Long, cho nên không thể cùng nàng chơi trò mở túi gấm ra được. Cho dù nàng ngoài mặt đáp ứng nghe lời, chỉ cần chính mình vừa đi, nàng ấy nhất định sẽ lập tức mở thư cười gian, bởi vì con người của nàng bản tính vốn đa nghi, nàng ấy quyết sẽ không suy đoán một vòng hồ đồ bí ẩn mà nhẫn lại chờ thêm mấy tháng. Thành Khởi Vận ở trước mặt hắn là người nhu tình như nước, xinh đẹp quyến rũ, lại săn sóc dịu dàng, hết mực cung phụng. Thế nhưng Dương Lăng biết rằng nàng đây chỉ là đối với hắn mà thôi, bởi nàng đã có hắn là nam nhân có thể dựa dẫm cả đời, quyết đi theo hắn. Thành Khởi Vận thật tâm trân trọng hắn, hơn nữa còn trọng yếu hơn so với sinh mệnh của chính mình. Cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ vì một mình hắn. Sự chân thật của Thành Cửu Vận cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi. Tính cách đa nghi, lãnh khốc, tàn nhẫn, âm hiểm cũng không có thay đổi. Nàng sẽ không vì nước vì dân, cũng sẽ không vì quý trọng bách tính. Bộ dáng hiện tại của nàng chỉ bởi vì chưa có đất dụng võ, hơn nữa được tình yêu của hắn bao dung, cho nên mới lộ ra vẻ ngoan ngoãn, giả tạo ấy mà thôi. Một khi ý thức được nguy hiểm trước mắt, vì bảo hộ chính mình, nàng có thể không chút thương hại mà hy sinh những người khác. Tài trí hơn người, tướng mạo xinh đẹp vô song, từ nhỏ lại nhận đủ loại ức hiếp thống khổ, chưa từng có người đưa tay cứu giúp nàng ấy hay biểu thị ân tình. Tất cả chỉ lộ ra vẻ thèm muốn thân thể của nàng. Cứ như vậy trôi qua, tâm của nàng đã sớm cứng như sắt đá. Nếu như bị nàng biết được, hắn trong lòng ôm ý niệm phải chết ở đất Tây Bắc. Dựa vào tình yêu của Thành Khởi Vận cho hắn và tính cách của nàng, vì hạnh phúc bản thân có thể không từ thủ đoạn, đối với thiên hạ sống chết cũng không thèm lướt mắt một cái. Dương Lăng chỉ có thể kết luận nàng nhất định sẽ không tiếc dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu khả năng nguy cơ này có thể xuất hiện. Dương Lăng không có nhiều hiểu biết đối với những loại thủ đoạn hại người như vậy, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Thành Khởi Vận, ít nhất cũng có thể phỏng đoán ra được những biện pháp mà nàng có thể nghĩ tới để đạt được mục đích. Cách thứ nhất là mặc kệ Thục Vương phủ trên dưới gần 10.000 người thân tộc và người nhà có mưu phản hay không, chỉ cần tạo ra bằng chứng chỉ đích danh Thục Vương mưu phản,
Như vậy triều đình có thể trực tiếp phát binh, không cần đến hắn đi kiểm chứng. Cách thứ hai là trước khi hắn đến được Tứ Xuyên, liền phái đi vài người thân tín, dùng hết mọi thủ đoạn độc ác, đem Thục Vương và những kẻ có tư cách kế thừa danh hiệu Thục Vương toàn bộ giết sạch, triệt cỏ tận gốc. Thục Vương nổi giống đều đã tuyệt, tiếp tục kiểm chứng Thục Vương có hay không ý niệm mưu phản cũng là vô nghĩa. Loại sự tình này nàng nhất định làm được, dù phải hy sinh ít nhiều người vô tội, chỉ sợ nàng căn bản sẽ không thèm để ở trong lòng. Cho nên hắn mới đưa lời chăn chối giao cho A Đức Ni, rồi lại thêm nhiều lần báo cho nàng ấy biết, trừ khi hắn gặp bất chắc, nếu không vạn lần không được đem thư giao cho Thành Cử Vận, nếu không sẽ xảy ra đại họa. Đương nhiên, chỉ vì giải thích cho nàng ấy chuyến đi Tứ Xuyên của hắn không có gì nguy hiểm, đấy chỉ là sự sắp xếp thường thấy của những người đức cao vọng trọng ở trong các nước phương Đông, mà cũng mất nửa đêm thuyết phục, cuối cùng vẫn phải dựa vào liên tiếp hôn môi thân mật mới có thể ngăn chặn A Đức Ni liên tiếp hỏi vì sao. Lại nói, lúc bấy giờ Thác Bạt Yên Nhiên ngồi một bên ngoan ngoãn để mặc cho Chu Nhượng Cận chải tóc, một bên lại hứng chí bừng bừng hỏi: "Nữ nhân lòng dạ đúng là luôn tò mò." Chu Nhượng Cận cười lắc đầu, đem chuyện phát sinh ở nhà Trúc tường thuật lại một lần cho nàng nghe. Thác Bạt Yên Nhiên nét mặt vui sướng như thấy người gặp họa, hả hê cười nói: "Không tồi, hắn cái thứ cuồng loạn ấy để mắt trên đỉnh đầu, không nhìn thấy gì nên mũi dính cho là đúng rồi. Để hắn nhận giáo huấn cũng tốt thôi. Những lời này ta đã sớm muốn nói cho hắn nghe rồi." "Còn nói người khác sao? Ngươi còn không phải như vậy ư? Chẳng qua ngươi là cuồng vọng giấu ở trong lòng, cuồng đến nỗi lấy ra cho người ta xem cũng lời kìa." "Thì chỉ có ngươi biết thôi mà." Thác Bạt Yên Nhiên cười khẽ lườm hắn một cái, rồi khẽ vuốt cằm nói: "Ừ, nghe vừa rồi nói thì vị Dương đại nhân này đều là lo việc triều chính, thế nhưng quả thật kiến thức cũng không tầm thường. Tuy rằng không giống ngươi cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông, thế nhưng hắn học tập dốc lòng, dốc sức, trên chính đàn nhìn xa hiểu rộng. Cũng khó trách hắn năm đấy tuy còn ít tuổi, thế nhưng lại được hai đời đế vương trọng dụng, thanh danh vang xa, đại quyền nắm ở trong tay." Chu Nhược Cận vui thích nói: "Đâu chỉ có thế, hắn cùng ta giải thích rất nhiều cái gì mà không mưu mà hòa. Cái nhìn tuy rằng có chút quá mức lớn mật, mạo hiểm, nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, rất thấy có đạo lý. Ta dám nói, Đại Minh hơn 100 năm qua, làm thần tử có thể nhiều vô số kể. Thế nhưng nếu người này ngồi ở vị trí đứng đầu nội các, hoàng thượng bạo gan để cho hắn đi làm, sau 30 năm thôi, chiến công của hắn có thể vượt qua hết thảy những danh thần tướng giỏi của tiền triều ta từ trước đến giờ kìa." Thác Bạt Yên Nhiên tò mò cười nói: "Ồ, thực sự lợi hại như vậy sao? Có thể làm cho công tử ngươi như vậy hoàn toàn ngưỡng mộ hắn, hắn mới là kẻ đầu tiên kìa. Kẻ toàn tài như Dương Thần cũng chưa từng được ngươi thừa nhận như vậy. Có cơ hội ta phải gặp hắn mở mang tầm mắt một chút mới được." "Cái này dễ thôi. Vị Dương đại nhân này ta lần đầu gặp đã thân quen rồi, thật lòng muốn cùng hắn kết giao. Nếu như ngươi muốn gặp, đêm nay lúc tiệc rượu, để cho huyện chủ dẫn đường, ngươi đi ra kính hắn một chén rượu, bắt chuyện vài câu. Chỉ có điều ngươi đừng có vặn vẹo người ta thi tử ca phú, ta thấy Dương đại nhân đối với cái này cũng không thành thạo, tránh cho gây cho hắn lúng túng kìa." Thác Bạt Yên Nhiên hé miệng cười nói: Được rồi, ta cái gì cũng sẽ không vặn vẹo hắn ta, ngươi đã yên tâm chưa nào? Ngươi có cần ta đến mặt cũng bịt kín, để tránh hắn lại giống như đô chỉ huy sứ Sơn Đông mới tới nhậm chức kia, nhìn người ta như chúng vậy ta, Khâm Sai đại nhân lại chảy nước miếng lênh láng khắp nơi hay không?" Chu Nhượng Cận chạm ngón tay vào môi của nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái, giận cười mà nói: "Ngươi nha, chỉ được cái dẻo miệng, quan lớn ở kinh thành còn có mỹ nữ nào chưa thấy qua đâu, có đến nỗi như vậy mất mặt hay sao? Ta nghe nói đệ nhất danh kỹ ở Giang Nam được xưng tụng là kỹ nghệ thiên hạ có 102, cho đến bây giờ cũng vẫn chỉ dám yêu thầm hắn. Khâm Sai đại nhân đúng là đại nhân vật tầm cao, tầm mắt cao rộng, đã trải qua nhiều biến cố không thèm để mắt tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa rồi. Yên Nhiên đại tiểu thư của ta á." Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh xuống. "À mà Huyền Y công tử ngươi không phải cũng rất ngưỡng mộ Đại Lâu Nhi kia hay sao? Trong mắt ngươi nàng ta chẳng phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hay sao? Thật đáng tiếc nha, tại cái thời điểm người ta xinh đẹp danh chính ngôn thuận mà nồng nhiệt cả đi, ngươi cái tiểu tử thối này còn đang ở nhà chơi nạn đất với hay là ngươi thương lượng với Khâm Sai Dương đại nhân xem sao? Nói Dương đại nhân đem nàng nhường lại cho ngươi đi, dù sao thì trong chốn quan trường tặng nhau mỹ tỷ cũng chỉ là một chuyện phong lưu thôi mà." "Hỏng rồi, đổ bình giấm chua rồi." Chu Nhượng Cận toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ,
Thác Bạt Yên Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ có điều ghen tuông trầm trọng. Chỉ cần một chút không cẩn thận, lời nói ra khiến cho nàng nảy sinh ghen tị, nàng ngay lập tức có thể từ cửu thiên tiên nữ không bám bụi trần, đảo mắt cái biến thành chủ hiệu giấm chua lão Trần tỉnh Sơn Tây. Hôm nay một câu kia đã nói sai, có thể đoán được cuộc đời y nửa năm sau sẽ không dễ sống. Chỉ cần nàng trong lòng không thoải mái, nhất định sẽ đem những lời nói của y hôm nay dằn vặt y đến chết đi sống lại. Chu Nhược Cận cuống quýt cười nói: Cẩm giang hoạt nị, nga tú mỹ, hóa xuất vân quân, giữ tiết đào. Chu Nhược Cận cuống quýt mà cười nói: Cẩm giang hoạt nhị, nga mi tú, xuất sinh vân quân, giữ tiết đào. Ngôn ngữ xảo thâu anh vũ thiệt, văn chương phân đắc phượng hoàng mau. Phân phân tử khách đa tình bút, cá cá công hầu, dục mộng giao. Biệt hậu tương tư cách yên thúy, xương bổ hoa phát ngũ vân cao. Dịch: núi sông đất thục trời cho đẹp, sinh được văn quân với tiết đào. Ngôn ngữ em lời anh vũ nói, văn chương sánh giá phượng hoàng cao. Thi nhân dối rít đành ngưng bút, khanh tướng mơ màng mã ích châu. Ly biệt nhớ nhau vời khói sóng, xương bổ năm sắc dáng hoa dâu. Điển cố Trác Văn Quân và Tiết Đào, hai trong số những người phụ nữ đẹp nhất lịch sử Trung Quốc thời ấy. Trác Văn Quân thuộc hàng Quốc Sắc Thiên Hương, con của chi huyện Thiểm Tây Trác Bá Lộc. Nàng được gả cho thư sinh Vương Hàm Tân, Đỗ Tú Tài rồi nhưng vẫn tiếp tục việc bút nghiên. Nửa năm hương lửa đang nồng, Hàm Tân bỗng lâm lao bệnh mà từ trần. Nửa đời hồng nhan giang dở, trong suốt thời gian làm tuần, nàng ngồi rũ rượi ở bên bàn thờ chồng. Bỗng một đêm, văng vẳng từ bên kia sông tiếng đàn ai oán theo với lời ca não nùng. Tiếng đàn ca đó là của Tư Mã Tương Như, vừa gảy đàn vừa hát khúc Phượng Cầu Hoàng. Chim phượng trống tìm chim phượng mái. Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn lấy làm say mê, đang đêm bỏ nhà đi theo chàng. Trác ông tức giận quyết định từ con. Đôi trai gái đó mở một quán nấu rượu, vợ chồng cùng cặm cụi làm ăn. Tiết Đào tự là Hồng Độ, người Trường An là nữ nhi nhân thời nhà Đường, gọi là nữ hiệu thư. Từng xứng họa cùng thiên nhân nổi tiếng đương thời Nguyên Trần, thực lực không thua kém ai. Khi ở Hoãn Hoa Khê, bà chế tạo một thứ giấy hoa thông và một thứ giấy màu đỏ thẫm có vẽ năm sắc rất đẹp, gọi là Tiết Đào Tiên. Lúc vãn niên ở phường Bích Kê, bà dựng lầu ngâm thi. Bà mất năm Thái Hòa thứ năm đời Đường Văn Tông, hưởng thọ 65 tuổi. Thác Bạt Yên Nhiên hơi giãn lông mày ra, con ngươi trong trẻo như nước hơi nhìn lên, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, chậm rãi nói: Sao như vậy, Nhượng Cận huynh cảm thấy ta có thể sánh với Tiết Đào, hay lại có thể giống với Trác Văn Quân đấy? Chu Nhượng Cận hận không thể tự vả vào miệng mình, so với ai khác không so, so với mấy người đó làm cái gì đây? Hắn vốn định lấy ví dụ về vài ba tài nữ mỹ nữ nổi danh đất thục để làm Yên Nhiên vui vẻ, thế nhưng lại quên mất Tiết Đào đã từng làm kỹ nữ. Trác Văn Quân lại càng tệ, trước kia đã từng tái giá, mà Thác Bạt Yên Nhiên cũng đã từng hứa hôn, chỉ là chưa xuất giá thì vị hôn phu đã bệnh mà chết. Thân thế có chút tương đồng với Trác Văn Quân. Tuy nói dân tộc thiểu số ở Tứ Xuyên khá đông, phong tục cũng không nghiêm khắc như ở Trung Nguyên. Thác Bạt Yên Nhiên là nữ nhân sinh ra và lớn lên ở nơi này, đối với phong tục nghiêm khắc càng không quan tâm. Nhưng cảnh ngộ tương đồng, ngâm bài thơ này ngược lại lại giống như châm biếm nàng. Như vậy chẳng phải là càng chọc Yên Nhiên phát hỏa hay sao? Thác Bạt Yên Nhiên trừng mắt nhìn y thật lâu, nhận thấy bộ dáng của hắn khóc không ra nước mắt, đột nhiên nhuyễn miệng cười, mắt đẹp khéo léo lườm hắn một cái nói: Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly, đúng là rất cảm động. So với Trác Văn Quân cũng được, chỉ có điều đừng để có một ngày ta đối với người viết bạch đầu ngâm, khúc ngâm đầu bạc thành quyết biệt thư, thư ly biệt là được rồi. Chu Nhượng Cận như chút được gánh nặng, biết tiểu yêu tinh này chịu bỏ qua cho y, vội vàng cam đoan nói: Không có, Nhượng Cận đời này kiếp này chỉ có thể đối với Yên Nhiên tấu một khúc thôi, đó là Phượng Cầu Hoàn. Phong hề nhất sinh cầu phượng hoàng. Ngón tay thanh nhã như ngọc nhẹ nhàng cầm tay của y, chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong đôi tròng mắt long lanh như nước là muôn vàn nhu tình. Phượng hề quy cố hương, du ngào tứ hải cầu kỳ hoàng, hữu nhất diễm nữ tại thư đường, thất nhĩ nhân hà độc ngã trang, hà do giao tiếp vi uyên ương. Phượng cầu hoàng, Tư Mã Tưng Nhi phượng hề. Phượng hề quy cố hương, nga du tứ hải cầu kỳ hoàng. Lại nói lúc bấy giờ, Tống Tiểu Ái khoanh tay đứng ở trong rừng trúc, nghiêng tai lắng nghe một chút, vui vẻ mà khen: Hay cho khúc Phượng Cầu Hoàng, tiếng hát đích thực là rung động đến tâm can. Ô cái đầu ngốc kia, ngươi sao lại dựa vào thân trúc ăn lá trúc như vậy? Ngươi cũng đâu phải gấu mèo đâu, có phải ngươi không biết hát khúc này hay không? Ta vừa biết đàn lại vừa biết hát, có muốn ta dạy cho ngươi không?
Ngô Hán Siêu ngạc nhiên a lên một tiếng, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt lúc này mới khôi phục lại thanh tỉnh. Hắn nhổ lá trúc ra khỏi miệng, nói: người nói cái gì? Dạy ta cái gì? Ta đang suy nghĩ. Con rùa kia rốt cuộc làm sao có thể rơi từ trên trời xuống được? Nó tại sao lại chỉ rơi trúng đầu chọc? Sao ngươi lại cốc độ ta vậy? Đổ con rùa? Cái đổ con rùa ngươi chính là như thế rớt xuống đấy. Tống Tiểu Ái tức giận nói xong liền xoay người trầm trọng thẳng bước bỏ đi. Đêm trăng như nước, đình viện xây trên mặt nước cầu kiều bảy khúc nối liền với một đình trúc phía xa xa. Nam tân nữ khách mỗi người một bên, vừa không mất lễ nghĩa lại có thể từ xa nhìn thấy nhau. Lý An thật ra lại là người tâm tư tinh tế, suy nghĩ chu toàn. Dương Lang một thân áo bào nhẹ, thắt lưng chỉ đơn giản buộc dây lưng màu tím, lộ ra vẻ anh tuấn nhàn tản. Chu Hiển Y ngồi đối diện, ở trên mặt thản nhiên mang ý cười thanh đạm như cúc, thế nhưng lại có vẻ kiêu ngạo của thanh trúc. Mặc dù không có được khí chất không hờn không giận mà vẫn lộ ra uy nghi như Dương Lăng, thế nhưng lại có một loại cảm giác ấm áp như tắm gió xuân vậy. Ngồi ở trên hồ trong rừng trúc, khung cảnh êm ả như chốn bồng lai tiên cảnh. Ở nơi như vậy, khí chất của Chu Hiển Y lại càng thích hợp. Mọi người ở đây đều có thân phận không tầm thường, nhưng y dù tùy ý ngồi xuống vẫn có cảm giác hơn người. Dù sao cũng không phải là tuyển mỹ nữ mà, cho dù là tuyển mỹ nữ, không phải còn có vị nhân huynh này hay sao? Dương Lăng cười dài, liếc mắt nhìn Lư Dư Kiệt. Bộ dáng của Lư Dư Kiệt cũng không có phải là khó nhìn, chỉ có điều đôi lông mày lúc nào cũng hơi xích lên, nhìn ai cũng giống như xem thường người khác vậy, làm cho người ta có cảm giác không được thoải mái. Hắn là kẻ thích ngông cuồng, chữ cuồng cũng có trong tên của hắn, nhưng cũng chính sự cuồng này hủy hoại sự nghiệp của hắn. Người tài chân chính đều hiểu được phải cân nhắc thể thế. Lư Dư Kiệt này chính xác là một kẻ tài xuất sắc, thật sự có thể cho y mọi thứ y muốn. Tuy nhiên y lại quá bảo thủ, tự cho mình là nhân vật siêu phàm, cho nên Dương Lăng căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt. Hắn thật sự nhìn chúng chính là Chu Huyền Y và Dương Thận. Hai người trẻ tuổi này ngẫu nhiên lộ ra xuất sắc, hiểu biết cao hơn cả một tầng lầu so với đám học giả uyên thâm Dương Lăng từng gặp qua. Nhân duyên này khiến cho Dương Lăng ngoài ý muốn 10 phần vui mừng. Hắn rất muốn tiến cử hai người, hai nhân tài kiệt xuất này về kinh làm quan. Trong triều có nhiều nguyên lão, nhân sự thường xuyên thay đổi, thật sự rất thiếu người tài có thể sử dụng, nhất là khi tận mắt nhìn thấy những người giống như chính mình. Bây giờ Dương Lăng thực sự có cảm giác muốn cầu huyền tài như khát nước vậy. Cho nên hắn đêm nay tham dự tiệc rượu, tuy là vì cảm tình với phu thê huyện chủ mở rộng quan hệ, mục đích lớn hơn nữa vẫn là muốn thăm dò ý tứ của Chu Huyền Y và Dương Thận. Nếu như hai người bọn họ có thể trở thành môn hạ của hắn trong triều, dĩ nhiên là hắn hết sức vui mừng. Nếu như không muốn tiến cử vào triều, tương lai bọn họ tất nhiên cũng có thể trở thành liên minh. Mà mục đích quan trọng nhất lại là muốn đánh cỏ dọa rắn, dung cây nhát khỉ, điều tra vương gia có ý mưu phản liên đới cực lớn. Dương Lăng chưa vào đất thục chính là muốn tránh cho thục vương hoài nghi, nhưng từ lúc tin tức từ kinh thành truyền đến, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Lữ Bưu điều động một đám người tại thành đô khắp nơi hoạt động, tìm hiểu mấy tháng liền đều không tìm được chứng cứ rõ ràng chứng thực thục vương có ý mưu phản. Với thân phận khâm sai đại thần, đến mỗi nơi ở thành đô nhất định sẽ bị cả đám người vây quanh. Trước mặt bao nhiêu người, liệu có thể nào có biện pháp dò xét sự việc thập phần ẩn mật này hay không? Cây cỏ thì rậm rạp tùm, khó tìm nơi rắn ẩn nấp. Như vậy chỉ có cách lấy thân dụ rắn, đánh cỏ dọa rắn, khiến cho nó nghe thấy mà động, tự mình lộ thân. Huyện chủ vốn là nữ nhi của Huệ Bình quân quận vương. Huệ Bình quận vương và Thục vương gia kết giao rất lâu, rất thân. Chỉ cần cố ý để lộ ra trong lời nói, những lời này tất nhiên có thể truyền đến tai của Thục vương được. Bất luận Thục vương có hay không có ý mưu phản, đối với chuyện này sẽ có phản ứng thích hợp. Không cần biết hắn có nắm giữ được bao nhiêu tin tức hay có chứng cứ xác thực hay không, Thục vương trước tiên cũng sẽ không dám mạo hiểm hành động, cũng không dám tự bộc lộ bản thân đến mức mưu sát khâm sai đại nhân. Có khả năng nhất vẫn chính là ông ta cố gắng tiêu hủy chứng cứ tạo phản, như vậy còn có cơ hội mà thành công. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để sự việc xảy ra như vậy là Thục vương quả thật có ý đồ mưu phản. Cho nên mọi lời nói cần phải thật khéo léo, vừa phải làm cho người ta cảm giác hắn chỉ là nhất thời vô ý để lộ ra, vừa lập lờ nước đôi, không để người khác bắt được dụng ý thực sự. Thục vương nếu quả thật trong lòng nuôi quỷ kế, một lời nói nửa thật nửa đùa cũng đủ để ông ta cân nhắc. Nhưng nếu hắn trong lời nói quá trực tiếp, chẳng những khiến người khác hoài nghi, mà nếu Thục vương có ý mưu phản chỉ là tin đồn vô căn cứ, như vậy triều đình sẽ lâm vào thế bị động. Một mùi hương thơm ngát từ trong gió mát đưa tới, một chiếc thuyền lá nhỏ xuất hiện ở trong hồ, nhẹ nhàng lướt tới trên mặt nước êm ả, tạo thành từng vòng gợn sóng, in bóng xuống mặt hồ, là hình ảnh nhóm tỷ nữ vận y phục đủ màu sắc bắt đầu dâng thức ăn.
Chu Trọng Bát đối với Tử Tôn đúng là rất mực yêu thương. Quan hàng nhất phẩm trong triều, bổng lộc là 87 lượng hoàng kim, mà ông ta thân là hoàng tộc, chẳng những bổng lộc phiên vương một năm 5 vạn lượng, 2 vạn 5 ngàn quan tiền, xe ngựa, lụa là gấm phóc, trà muối mỗi năm đều được chu cấp đầy đủ. Ngay như chức danh thấp nhất, phụ quốc trung úy, một năm cũng bổng lộc 200 lượng, lại thêm có đất phong thì của cải sung túc càng khó có mà tưởng tượng được. Cho nên mới nói đám con cháu hoàng tộc đúng là rất được hậu đãi. Phu thê huyện chủ có bổng lộc, có đất phong, lại biết cách làm giàu. Trong nhà giàu sang phú quý, tự nhiên chọn lựa đồ ăn cũng chính là cao lương mỹ vị. Nhất phẩm tay gấu, gia thường hải sâm, vi cá nướng, khổng tức xòe nuôi, tôn sa vọng nguyệt, sơn thủy phù dung, từng món đều dậy mùi thơm, làm cho người ta nhìn là muốn ăn ngay. Món ăn tứ xuyên nhiều vị, nhiều cách chế biến, có câu nói rằng nhất thái nhất cách, bách thái bách vị, rất ít khi chỉ sử dụng một hương vị. Ngay cả việc lúc này chưa bỏ ớt vào cũng là một cách nêm. Dương Lăng lần đầu tiên đến món ăn tứ xuyên chính gốc, nổi tiếng Minh Triều về món cay, cũng cảm thấy vừa miệng. Ngoài ra còn có món lấy đông trùng hạ thảo nấu vịt kích thích vị giác, món canh bò hầm, miếng thịt non mềm mang theo mỹ vị, càng làm cho hắn cảm thấy thích thú. Lại nói, Minh Triều vì muốn phát triển sản xuất nông nghiệp nên nghiêm cấm giết trâu bò cày ruộng. Tuy nhiên, dựa theo giải thích của Nghi Tân Lý An, thịt này đều là những con bị triều đình loại bỏ, dùng để thiết đãi khâm sai cũng sẽ không tính là vi phạm lệnh cấm. Dương Lăng vừa đưa một miếng thịt bò non, mềm vào miệng, liền thấy thay đổi, tươi ngon vô cùng, rõ ràng chỉ là bò non mới sinh. Tuy nhiên, loại sự việc giả vờ thanh liêm này cũng có chút nhạy cảm. Dương Lăng ăn một miếng đầy miệng, cũng giả vờ hồ đồ, không để ý tới. Một tràng thanh âm vui vẻ từ một bàn nữ khách chuyển đến, thanh âm càng lúc càng to. Bà nam nhân uống rượu cũng không khỏi chuyển ánh mắt nhìn đến. Nhân cơ hội này, Dương Lăng nâng chén rượu lên uống một hơi cạn chén, nhìn Dương Thận rồi cười nói: Dương lão đệ tài hoa hơn người, chỉ có điều không biết có từng tham gia khoa cử đạt danh hiệu gì hay không. Dương Thận hạ thấp người cười nói: Tổ phụ trong người không khỏe, Thận vẫn bồi tại bên người thay phụ thân tận hiếu, cho nên bỏ lỡ kỳ thi hương, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là cậu tú tài mà thôi. Dương Lăng chợt cảm thấy ngao ngán, hắn vốn định ngay lập tức tiến cử Dương Thận vào triều, nhưng lại ngay vì phụng dưỡng tổ phụ nên thi hương cũng chưa từng tham dự, không khỏi cảm thấy thất vọng. Chính hắn cũng hiểu đạo hiếu so với thư kỷ quan danh càng quan trọng hơn, bây giờ dù hắn muốn mời y vào triều cũng thật sự mà khó mở lời. Hắn thở dài nói: So với tài năng của Dương lão đệ, thi hương cũng chỉ là chuyện vụn vặt, dù là vào kinh cũng nhất định đứng đầu bảng vàng. Ngươi cần phụng dưỡng tổ phụ, sang năm liệu có liệu trì hoãn không đi thi hay không? Dương Thận nét mặt giãn ra một nụ cười rồi nói: Bệnh tình của tổ phụ cũng đã có chút chuyển biến rồi, hiện giờ thân thể khỏe mạnh, Thận ta đang muốn năm sau thi hương, mong đạt được danh cử nhân, sau đó sẽ lên kinh đi thi. Dương Lăng nghe vậy thì mừng rỡ vội hỏi: Thi hương là phải đợi một năm, vào kinh thi phải đợi ba năm, nếu có thể đỗ đạt cao cũng phải ở Hàn Lâm viện thêm vài năm nữa, cho đến lúc ra ngoài làm quan không biết phải đợi bao nhiêu năm đây. Dương huynh đệ một thân tài học, bản quan vô cùng tán thưởng. Triều đình hiện nay đang rất thiếu hiện tài, bản quan đặc biệt tấn cử ngươi vào triều, ngươi thấy thế nào? Việc này... Dương Thận tim đập thình thịch. Tham gia khoa cử và Dương Lăng đặc biệt kiểm tra là hai chuyện không giống nhau. Chính là kẻ mang tài học chắc tuyệt, thanh danh nổi tiếng vang đến tận triều đình, do ba vị trọng thần hàng nhất phẩm trở nên tiến cử, hoàng thượng có thể đặc biệt ban chỉ trọng dụng. Nói một cách khác, kẻ này chẳng những không phải chịu sự soi mói của đám quan viên đi con đường chính đạo, mà lại còn được tôn sùng. Từ trước đến nay, những người được tôn sùng đều là những kẻ học giả uyên thâm, duy mài kinh sử đến đầu tóc bạc trắng. Chức vị kia nếu không phải là kẻ bất phàm, hẳn còn phải chờ đợi mấy chục năm. Hiện giờ chính bản thân có cơ hội, Dương Thận làm sao có thể không động tâm đây. Ở bên kia, Lư Sĩ Kiệt thản nhiên như thường, giống như không nghe thấy gì. Hắn ngẩng đầu lên, phốc một tiếng đem rượu một hơi uống cạn sạch, hướng Chu Huyền Y ha hả mà cười: Rượu ngon, rượu ngon. Cái này đản những chân châu này ta và ngươi muốn từ lâu rồi, Lý An cũng không chịu lấy ra, hôm nay đều nhờ vào phúc của khâm sai đại nhân cả. Huyền Y còn không mau uống thêm hai chén nữa đi. Chu Huyền Y hiểu biết tính cách của người bằng hữu này, bề ngoài luôn làm vẻ ngông cuồng không mảy may gánh nặng, thế nhưng kỳ thực lại luôn mang gánh nặng lên người mà không bỏ xuống được. Bây giờ nhìn bề ngoài giống như kẻ độ lượng, thế nhưng trong lòng nhất định là không vui vẻ. Y cũng liền ra vẻ không biết rót cho Lư Sĩ Kiệt một ly, hai người vui vẻ mà uống rượu.
Dương Thận cúi đầu trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng lúng túng, ngẩng đầu cười mà nói: "Cái này ý tốt của đại nhân, tại hạ thật sự là cảm kích, thế nhưng thân phận tại hạ lại có chút đặc biệt, nếu như đại nhân tiến cử, e là sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của đại nhân." Dương Lăng kinh ngạc nói: "Thân phận của ngươi có gì đặc biệt vậy?" Dương Thận bất đắc dĩ đứng lên, hướng hắn thi lễ một tay nói: "Mong đại nhân không trách tội, tại hạ trong lòng ngưỡng mộ thanh danh của đại nhân đã lâu, cũng có phần tán thành con đường chính trị của đại nhân trong triều, lúc này mới mạo muội kết giao. Tại hạ đích thật họ Dương tên Thận, chỉ là bách tính bình thường, thế nhưng tại hạ có một điều chưa bẩm báo với đại nhân. Gia phụ tên Húy là Đình Hoa, chính là đương triều." "À, ngươi là nhi tử của Dương đại học sĩ sao?" Dương Lăng vỗ trán một cái, chột dạ mà cười. Nói như vậy, chuyện tiến cử Dương Thận là không thể lỗ mãng thực hiện được. Hắn tuy không sợ người khác đàm tiếu, hắn dùng việc này để lấy lòng Dương Đình Hòa. Trong triều mở rộng thế lực của bản thân, quan hệ của hắn và Dương Đình Hòa cũng không phải là tệ lắm. Ở trong triều cũng có chút thông cảm lẫn nhau, tuy nhiên chính kiến hai người có chút khác biệt. Nếu như tiến cử nhi tử của ông ta, phụ thân lại không chấp nhận, không phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Dương lão đệ, với tài năng của ngươi, nếu muốn đi con đường chính đạo cũng phải hơn 10 năm kìa, bản quan cảm thấy cũng không dễ dàng gì. Đương kim hoàng thượng chăm lo việc nước, cầu tài như khát nước vậy. Tục ngữ có câu: nội cử bất trị thân, ngoại cử bất trị cửu. Huống hồ lệnh tôn chẳng qua cũng chỉ là quan viên trong triều mà thôi." Hắn thản nhiên nói: "Ta cũng không giấu gì ngươi, chính kiến của ta và lệnh tôn có chút khác biệt, có khi ở trong triều cũng không tranh nhau được mà tranh cãi. Nhưng suy cho cùng, chúng ta cũng là vì dân vì nước cả, không phải vì bản thân ta, cũng không phải vì bản thân của lệnh tôn. Ta tin tưởng Dương lão đệ vào triều làm quan rồi cũng sẽ lấy sát tắc làm trọng, sẽ không làm nên chuyện phụ tử kết bè phái. Nhưng nếu ngươi và lệnh tôn có cùng suy nghĩ, có khi nào chỉ vì tránh người khác nghi ngờ mà cái nên tán thành lại không tán thành hay không đấy?" Dương Thận hơi nhướng đầu lông mày lên, trên gương mặt luôn hiền hòa của y lộ ra một tia ngạo khí, cao giọng nói: "Tất nhiên là không rồi. Ta nếu như làm quan, tuy là quan hệ phụ tử, lại là quan của một triều. Cái gì nên giữ vững, ta sẽ giữ vững. Cái gì nên phản đối, ta sẽ phản đối đến cùng. Sao có thể do dự một khi đã bị đặt điều, giữa lúc tiến thoái lại tính chuyện thiệt hơn được?" "Tiểu tử này đúng là trong ngưỡng cứng ngoài mềm, là kẻ có cương có nhu đấy. Chỉ có điều còn ít tuổi nên chịu không nổi đả kích thôi." Dương Lăng kể thầm trong lòng, nghe y nói xong liền vỗ tay ủng hộ nói: "Đúng là quân tử, ngay thẳng thì đâu sợ tiểu nhân giảm pha. Sau này ngươi làm quan rồi sẽ rõ thôi. Bất kể ngươi làm như thế nào, bất kể ngươi quang minh lỗi lạc ra sao, luôn luôn có kẻ dõi theo mà đặt điều. Chuyện bụng dạ tiểu nhân đau lòng quân tử là chuyện từ trước đến giờ sẽ không thể biến mất được. E ngại bọn chúng làm gì? Cách nhìn nhận này của ta ngươi không thấy phiền chứ?" Dương Lăng trong lời nói rất có ý trêu ghẹo, chính mình chỉ biết làm theo khí phách chính mình. Dương Thận cảm thấy huyết khí trong lòng ngực mình đang sôi sào, hắn nhớn mày: "Hay, nói rất hay, tự cầu tự nói, kẻ xấu có tìm đến chính là ta đã quá lộ liễu rồi." Dương Thận dừng một chút rồi nói tiếp: "Tại hạ đêm nay liền viết một phong thư, đem suy nghĩ của ta báo cho gia phụ biết, nhận được hồi âm sẽ báo lại với đại nhân." Dương Đình Hòa đối với việc này đương nhiên là có trách nhiệm, Dương Lăng cũng không thể ngăn cản phụ tử bọn họ thương lượng, cho nên gật đầu đáp: "Được, như vậy bản quan liền chờ tin tức của ngươi vậy." Lúc này, Chu Huyền Y vẫn luôn mỉm cười, nghe hai người nói chuyện, lúc này mới mặt mày hớn hở, nâng chén rượu nói: "Ây da, chúc mừng, cung hỷ Dương Thận lão đệ có được khâm sai đại nhân khen ngợi như vậy. Thừa phong phá lãng đương thử thì, mượn gió vượt sông đúng lúc này à." "Ha ha, cũng chúc mừng khâm sai đại nhân có được một nhân tài Dương Thận lão đệ. Nếu như có thể được đại nhân giúp đỡ, tương lai nhất định hắn có thể trở thành trụ cột quốc gia. Nào 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 nào, chúng ta uống cạn chén này." Dương Lăng trong lòng tràn đầy vui mừng, nâng chén hướng mọi người ý chúc một cái, sau đó uống cạn một hơi, đỡ tay áo bày ra đáy chén, có vẻ cực kỳ sảng khoái. Trong bàn có kẻ uống rượu mừng, có kẻ lại uống giấm chua, bất kể là cái gì cũng đồng loạt mà uống rượu. Dương Lăng không biết rằng buổi nói chuyện ngày hôm nay đã mở đầu cho một đời công danh sự nghiệp của Dương Thận, nhưng đó là chuyện của Đại Minh trong tương lai. Ba sơn đất thục, đất đai màu mỡ hơn 100 năm mới vất vả nuôi dưỡng ra được một mầm trạng nguyên, nhưng cũng bị hắn đào đi rồi.
Dương Lăng giải quyết xong chuyện của Dương Thận, mục tiêu lại chuyển đến Chu Huyền Y. Hắn ngậm cười nói: Chu huynh hơn ta một tuổi, không nên khách khí. Chúng ta trong bàn tiệc rượu không để ý chức danh, để ý tới tuổi tác thôi. Chu huynh nhân tài xuất chúng, thần thái như ngọc quý vậy. Hôm nay bàn đến chuyện triều chính, đúng là kiến thức sâu rộng, làm người ta thán phục mà. Không biết Chu huynh là người ở đâu vậy? Chu huynh nhá, ngươi ngàn vạn lần không được giống như Dương Thần, lại mang một phụ thân tai to mặt lớn đến. Ta mới bị Dương lão đệ làm cho sợ tới mức tỉnh rượu, nếu như lại bị ngươi làm cho giật mình, chắc ta phải nhảy xuống hồ mò ánh trăng mất thôi. Dương Lăng cười cười, phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm cười nói mềm mại của nữ nhân: Lý Thái Bạch là trong lúc say mới mò trăng, Dương Khâm Sai còn chưa say đã muốn mò trăng dưới nước rồi sao? Là ai chúc thúc mê vậy? Dương Lăng còn chưa quay lại, Vương huyện lệnh đã đứng dậy khom người nói: Bái kiến huyện chủ, Lưu phu nhân, Thác Bạt tiểu thư, Phương tiểu thư. Vừa rồi trong bữa tiệc, Dương Lăng đã được nghe Lê An giới thiệu qua, Lưu phu nhân là thê thiếp mới cưới của Tứ Xuyên, bố chánh Sứ Ti đại nhân. Phương tiểu thư lại là ái nữ của Phương đại nhân, là Lăng Trung trong Nam Kinh lại bộ Tứ Xuyên, Thanh lại ti. Phương đại nhân chức quan cũng không được cao, thế nhưng lại kiểm tra đánh giá thành tích đám quan viên, cho nên đám quan viên tự nhiên đều tìm đến lệnh bợ. Thác Bạt yên nhiên khi ở trong phòng trúc, hắn chỉ nghe thấy tiếng nói chứ chưa từng gặp qua. Nàng dù là nữ nhân thổ ti, thế nhưng qua lại người Hán lại càng phải thể hiện lễ nghĩa. Ví dụ như việc Tống Tiểu Ái dẫn theo mấy ngàn binh bắt nháo liều lĩnh đi Chiết Giang chống quân Hoa, chính Đức Hoàng đế tự mình ban chỉ ban chức tướng lĩnh, cũng giống như việc biểu thị Hoàng Ân, cũng đã bị văn hóa truyền thống và chính sách Đại Minh ảnh hưởng. Các nước các vùng đất ở nơi thổ ti trong Minh Triều kỳ thực rất có thế lực. Thật tâm mà nói, hán quan trong lòng rất thêm thường đám thổ ti quan, nhưng vì sự ổn định chính trị và sự cần thiết lấy lòng tin của bách tính, Minh Triều đối với thổ ti quan chẳng những cực kỳ trọng đãi mà thậm chí có chút dung túng. Lúc này các nước phương Tây đang mở rộng thuộc địa, nhưng bọn họ chỉ cần đất đai và tiền vàng, biến dân bản địa đầu hàng hoặc là chết hoặc là làm nô lệ, thi hành biện pháp chính trị cực kỳ tàn khốc. Mà Đại Minh để dân bản địa quy thuận lại chọn chính sách dụ dỗ cực kỳ hữu hảo. Quyền lợi to nhất có thể đạt được chính là chi phủ hàng ngũ phẩm gặp được đều phải lễ dập đầu, lễ nghi như đối với vương hầu quý tộc vậy. Mấy nữ tử này đều là gia quyến của mấy vị quan thổ ti. Hơn nữa, Dương Lăng từ trước đến nay cũng không có quan niệm trọng nam khinh nữ, cũng vội vàng đứng dậy quay người lại nhìn, liền thấy bốn nữ tử từ trong con đường trúc nhỏ đi tới. Đi đầu là huyện chủ Chu Phán Phán, thân hình có chút nặng nề, vừa đặt một bước lên đỉnh trúc, dưới chân nền trúc cột kẹt đã oằn xuống. Thanh âm mới nói vừa rồi hẳn là huyện chủ Chu Phán Phán, nếu chỉ nghe thấy giọng nói thật sự là giống một mỹ nhân. Đêm nay Lý An làm chủ, uống đã ngà ngà say, hắn vút vút trầm râu chậm rãi cầm chém rượu giơ lên, cười nhìn thê tử và ba nữ tử theo sau nói: Thuốc mê thì không cần trước đâu, đây không phải đã tự mình muốn mê đắm rồi hay sao? Người đi đầu toàn thân vẽ lụa một màu đỏ thẫm tươi đẹp, dung mạo vô cùng diễm lệ, búi tóc chứng tỏ đã thành thân, chắc là ái thiếp mới cưới của bố chính sứ đại nhân rồi. Phía sau hai thiếu nữ dắt tay nhau đi tới, một người dáng cao gầy, một người dáng nhỏ xinh. Ba nữ tử dáng đi thướt tha uyển chuyển, có vị huyện chủ nhẹ nhàng như châu ngọc đi đầu lại càng uyển chuyển như bay. Khắp nơi ở trúc đình đều treo đèn đỏ, ba gương mặt nữ tử soi trong ánh đèn đều tươi đẹp như hoa đào, làm rung động lòng người vậy. Các nữ tử đi vào đình liền hướng Dương Lăng mỉm cười, chỉnh lại trang phục rồi nói: Bái kiến Khâm Sai Dương đại nhân. Các vị phu nhân tiểu thư, mau mau xin đứng lên đi, miễn lễ miễn lễ. Dương Lăng nói xong, ánh mắt đảo qua ba nữ tử đã đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ Thác Bạt tiểu thư. Hắn vẫn tưởng rằng nữ nhân thổ ti dù rằng xinh đẹp cũng nên giống vẻ hiên ngang cường ngạnh của Tống Tiểu Ái, tầm vóc khỏe đẹp, không ngờ nữ nhân kia vòng eo thướt tha, dáng người thanh nhã như trúc, vặn y phục màu xanh nhạt theo bên viền, khắp người sạch sẽ gọn gàng, khí chất giống như hoa lan ẩn mình trong u cốc, không bị vần đục của dân gian. Dương Lăng cảm thấy đầu tiên dành cho nữ nhân này không phải là kinh diễm vì vẻ đẹp xinh đẹp của nàng, mà là sự sạch sẽ. Nữ nhân này nhất định rất sạch sẽ, hơn nữa còn là người ưa sạch sẽ. Làn da của nàng lộ ra vẻ đẹp trong suốt, trắng bóng như lòng trứng gà mới bóc vậy, ngay cả móng tay cũng không nhiễm một hạt bụi, toàn thân sạch sẽ đến khó tin. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lớn, trên trán xinh đẹp dán vài cánh hoa vàng rực rỡ, dưới ánh đèn lại càng như tỏa ánh sáng lấp lánh. Gương mặt thanh tú đặc biệt tươi cười, gương mặt trái xoan, cần cổ vừa mịn lại vừa thon dài, đường cong nhu thuận, thế nhưng lại không lộ ra vẻ gầy yếu chút nào.
Huyện chủ bàn tay đưa lên giới thiệu. Đây là Lưu phu nhân, đây là Thác Bạt tiểu thư, Phương tiểu thư. Theo động tác của huyện chủ, ba nữ tử lại theo thứ tự tiến lên chào hỏi. Lúc Thác Bạt Yên Nhiên tiến lại gần, hắn liền cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt, tuy rằng như có như không, thế nhưng như thế nào cũng không biến mất. Nhìn dưới ánh đèn, nước da của nàng trong suốt, trắng mịn như ngọc. Lúc nàng nhanh nhẹn lui xuống, vô thanh vô tức, bước chân nhẹ bẫng, giống như có thể đứng trong lòng bàn tay của hắn mà nhảy múa vậy. Lông mày dài như tranh vẽ, hình dáng cong cong như dãy núi xa xa, vẽ lên màu xanh đen, đúng là đẹp đến lộng lẫy. Dương Lăng chú ý thấy ba nữ tử từ trẻ đẹp đều vẽ kẻ lông mày như nhau cả. Vị Phương tiểu thư kia mới chừng 16-17 tuổi, thậm chí cạo đi lông mày, trực tiếp dùng bột màu vẽ thành hai hàng lông mày. Kiểu trang điểm này Dương Lăng còn chưa từng thấy qua, không khỏi âm thầm tán thưởng cho tinh thần tiên phong dẫn đầu đại minh này. Có thêm mấy mỹ nữ đến, Dương Lăng đành trước tạm gác lại chuyện Chu Hiền Y cùng các vị phu nhân tiểu thư hàn huyên một chút. Đến lúc huyện chủ bắt ép hắn tự phạt ba chén, mấy vị mỹ nữ lúc này mới cười khẽ mà bỏ qua cho hắn, thướt tha lần lượt trở về trúc đình ở bên kia. Mỹ nữ vĩnh viễn chính là chủ đề yêu thích của nam nhân. Các nàng vừa đi khỏi, Lý An cùng với mấy vị bằng hữu liền bàn luận sôi nổi. Các vị cô nương, phu nhân mới vừa rồi ngoại trừ Chu Hiền Y chỉ cười không nói, không giống với vẻ bề ngoài. Chẳng những tên tiểu tử Dương Thận vắt mũi chưa sạch cũng hứng chí bừng bừng, mà ngay cả vị thanh thành cuồng sĩ kia luôn mang vẻ đạo mạo cũng thỉnh thoảng nói chêm vào vài câu. Những người này nói nhăng nói quậy, đầu tiên là kể đến mấy mỹ nữ nổi danh ở thành đô, rồi lại đào về Trác Văn Quân, Tiết Đào thời cổ đại, sau đấy lại tự nhiên nói tới Nguyên Chẩn, Tư Mã Tưng Như. Cứ như vậy có thế nào lại không nói đến chuyện thơ tử ca phú không đây? Trong lúc nhất thời nói chuyện đến đà cao trào lại đúng chủ đề này, Dương Lăng sợ nhất là tấn công mấy thứ này. Hắn muốn tham gia vào cũng không được, lại không tiện quấy rầy mọi người, chỉ đành tạm thời gác lại ý muốn dò hỏi Chu Huyền Y có muốn hay không muốn theo con đường chính trị. Nhìn mọi người ai nấy cũng bày ra bộ mặt hứng khởi nói chuyện sôi nổi, Dương Lăng liền gọi một tên tiểu đồng đưa hắn rời ghế đi tiểu tiện một chút. Đi dọc theo con đường chính trong vườn trúc, hắn chợt nghe thấy có tiếng thổi tiêu vang lên. Lúc này bóng trúc lay động, cành lá va chạm nhau kêu lên sàn sạt, tiếng tiêu du dương uyển chuyển cùng với tiếng lá trúc trong gió lay động từ từ truyền đến, làm cho tinh thần người ta thoải mái. Dương Lăng dừng chân lắng nghe một lát, đối với tiểu đồng xua tay rồi cười nói: người về trước đi, bản quan say rượu rồi, muốn ở trong rừng tản bộ một lát cũng được. Tên tiểu đồng vội vàng vâng dạ. Dương Lăng gạt cành lá, bước chân trên mặt đất ngập đầy ánh trăng như trong cõi mộng, men theo tiếng tiêu mà đi. Ở ngay phía trước, ánh trăng chiếu rọi làm mặt hồ loang lổ những hình ảnh phản chiếu của những thân trúc. Một thân ảnh mảnh dẻ xinh đẹp rung động lòng người dừng lại trong rừng trúc. Trên môi của nàng là một đống tiêu dài, tiếng tiêu du dương từ trong miệng nàng trầm bổng mà bay ra. Dương Lăng thấy là một nữ tử, cảm thấy có chút không ổn, đang muốn xoay người bỏ đi, nữ tử đã buông bỏ xuống tiêu trúc, cười khanh khách xoay người nói: người đã đến rồi. Ánh trăng sáng chiếu xuống toàn thân của nàng, nổi bật những đường cong hoàn mỹ, không tì vết động lòng người, đúng là tiểu thư Thác Bạt Yên Nhiên hắn vừa mới gặp. Thác Bạt Yên Nhiên thấy là hắn cũng sững sờ, hai tròng mắt lộ ra cảm xúc như có như không. Nàng yên lặng hồi lâu rồi mới mỉm cười nói: thủy thị trúc lâm vân ngoại khách, siêu tiêu tiêu hạc nguyệt trung lai. Hóa ra là Khâm Sai đại nhân, tiểu nữ mạo muội đã quấy rầy đại nhân uống rượu rồi. Dưới ánh trăng nhìn mỹ nữ lọt vào mắt hắn đâu chỉ là một chữ đẹp. Bầu không khí này, tình cảnh này, thật sự dù là sắt thép đã tu luyện cũng phải mềm lòng. Dương Lăng cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hắn vội nói: đâu có, âm thanh đẹp không giống ở quấy trần như vậy, ta mới là lần đầu tiên được nghe. Bản quan tại hạ có thể có cơ duyên này được nghe Yên Nhiên cô nương thổi một khúc chính là may mắn của tại hạ rồi. Thác Bạt Yên Nhiên phụt cười một tiếng, che miệng nói: đại nhân quá khen, thế nào lại là lần đầu đây? Đại nhân hôm nay không phải cũng được nghe một tiên khúc của Thanh Thành hay sao? Dương Lăng dưới chân có cảm giác chao đảo, hình như có chút cảm giác say, lại thấy danh nhân cười nói mềm lòng, hứng chí cũng cao lên. Hắn cười nói: cô nương đang nói đến vị Thanh Thành cuồng sĩ kia sao? Hắn ta hai bàn tay tài nghệ cũng không bị kịp được với cô nương, chẳng may thở một khúc thôi. Đúng là kẻ đáng ghê tởm, cái này giả điên giả ngốc, thất lễ với bản quan. Ta tuần tra cũng tính, bất kể là đô đốc địa phương hay là vương hầu các nơi, còn không có người nào dám vô lễ như vậy. Nếu không phải lần này đến thành đô thân mang trọng trách, không muốn sinh chuyện phiền phức kìa, thì chỉ bằng việc hắn coi rẻ thân phận công sai của ta thôi, đã có thể bỏ tù hắn rồi.
để xem hắn nằm dưới ra trong ngục có thể ngông cuồng như vậy hay không đấy. Dương Lăng ở trước mặt mỹ nữ dương dương tự đắc, nói xong câu cuối thì đôi lông mày cũng nhíu lại. Anh hùng thiên hạ bất kể là ai, khi nhìn về nữ nhân, đôi mắt lúc nào cũng mang theo vẻ sáng rực nhiệt tình. Thác Bạt Yên Nhiên bước lùi lại không tiếng động, nhẹ nhàng gõ trên trúc tiêu, tò mò liếc mắt nói: "Tiểu nữ đã sớm nghe nói qua uy danh của đại nhân, đại dân lãnh binh, nam chinh bắc chiến, bách chiến bách thắng, chính là đệ nhất chiến tướng của đại minh ta." "Ta nghe Nghi Tân với phải bằng hữu đã nói qua, đại nhân ở trong triều cũng chính là người chính trực, nhìn xa trông rộng, thực là văn võ toàn tài, chẳng trách lại được hoàng đế tín nhiệm như vậy. Thế nhưng đất thục trước giờ yên bình, có thể có chuyện gì lại phiền đại nhân như ngài như vậy?" Nàng một bên gõ nhẹ lên tiêu trúc, một bên lại lướt nhìn Dương Lăng, thần thái động lòng người, không ngòi bút nào tà nổi. Dương Lăng trước mắt rối rắm, lại không dám mạo phạm danh nhân, đành phải chứng tỏ bộ mặt nhã nhặn. Nhưng chợt nghe được câu nói kia của nàng, hắn không khỏi cả kinh, cảm giác vừa say cũng thanh tỉnh vài phần. Dương Lăng lấy lại bình tĩnh cười lớn nói: "Bản quan phụng chỉ đi tuần tra, các phủ khắp nơi đều đi qua cả. Đến Tứ Xuyên cũng là thay hoàng thượng xem xét tình hình dân chính, luật pháp quân tình mà thôi, có thể là có đại sự gì đây?" Thác Bạt Yên Nhiên cười, che miệng nói: "Đại nhân thật sự say rồi, mới vừa rồi nghe nói thân mang trọng trách, như thế nào chỉ là một lát đã quên rồi." Dương Lăng sắc mặt thay đổi nói: trọng trách sao? Cô nương thì ra là nói đến chuyện này. Tân hoàng đế đăng cơ, ý chí đặt ở thiên hạ, bản quan được hoàng thượng tín nhiệm tuần tra thiên hạ, để cho hoàng thượng biết được chính giang sơn xã tắc của mình, dân sinh khó khăn, đây còn không phải là trọng trách nặng nề hay sao? Dương Lăng nói xong lại lau chán đã lấn tấm mồ hôi, cười nói: Đêm trăng trong rừng trúc vốn nên hết sức mát mẻ mới phải, thế nhưng chỉ vì uống rượu lại có chút cảm giác oi bức rồi." Thác Bạt Yên Nhiên thông minh sắc sảo, nhìn thấy hắn hoảng hốt lấp liếm cũng không chi hỏi thêm nữa. Nàng ta chỉ mỉm cười mà nói: "Huyện chủ có một thầm băng rất lớn ở dưới đất kìa, có cất vào rất nhiều khối băng. Đại nhân gọi Nghi Tân pha cho ngài một chén nước ô mai ướp lánh, vừa có thể giải rượu lại có thể giải nóng được." Được, đa tạ cô nương đã nhắc nhở, cô nương có muốn đi uống một chén hay không?" "Đa tạ đại nhân quan tâm, đêm trăng đẹp như vậy, trong rừng trúc gió thổi nhẹ, thổi chơi một khúc tiêu cũng là khoái hoạt như tiên rồi. Đại nhân xin cứ tự nhiên, tiểu nữ còn muốn ở lại đây thêm một chút nữa." Thác Bạt Yên Nhiên cười nói: "Vậy thì bản quan đi trước vậy." Dương Lăng cũng không muốn làm phiền mỹ nữ một mình trong rừng trúc thổi tiêu nữa, hắn vội vàng xoay người bỏ đi. Thác Bạt Yên Nhiên chậm rãi tự nhiên nâng tiêu lên môi, tiếng tiêu dân dáng dần dần hòa vào cảnh vật. Dương Lăng bước đi còn không yên tâm quay đầu lại nhìn, thấy Thác Bạt Yên Nhiên chìm vào trong khúc nhạc, bộ dáng bàng quang, bước chân chật nhẹ nhõm đi hơn rất nhiều. Thác Bạt Yên Nhiên khóe mắt liếc qua nhận thấy hành động kỳ lạ của hắn, trong lòng âm thầm tò mò: "Cái vị khâm sai đại nhân này đến thành đô rốt cuộc là có đại sự gì nhá? Vốn muốn khoe mẽ lấy lòng của ta, thật không ngờ thì lại thành khoác lác quá, ngược lại tự mình bị dọa cho thành bộ dạng như vậy rồi." Đi trên con đường nhỏ uốn khúc bên bờ, trước mắt đó là cây cầu trúc, trong lòng của Dương Lăng buông lỏng: "Được rồi, một câu nói kia là đủ rồi. Trong cái rừng trúc này thật đúng là không có kẻ nào tầm thường. Tứ Xuyên không có liên quan gì đến chiến sự bên ngoài cả, không có vụ án tham nhũng nào lớn, không mở rộng qua lại các thành thị và cũng không mở cửa biển giao dịch bên ngoài. Thế nhưng 2 tháng trước nơi này đã thay đổi người điều khiển binh mã, cả tính đô chỉ huy sứ. Mà đô chỉ huy sứ vừa mới tới đã vội vàng điều động tướng lĩnh di chuyển các nơi đóng quân. Bây giờ lại thêm sự việc ta là quan trong triều, là sưởng đốc chuyên phụ trách giám sát các quan viên, xem xét chứng cứ tạo phản, mang danh cánh vác trọng trách lại tới nơi này. Nếu đem tất cả những sự việc này sâu chút lại, thế nào lại đoán không ra vài phần ý đồ của ta đây? Kẻ thực sự trong lòng nuôi quỷ, có thế nào vẫn không rõ mục đích của ta nhằm vào ai sao? Đơn giản như vậy, đến đại bồng truy cũng đoán ra được kìa." Mỹ nữ trong thiên hạ luôn có những điểm không tốt, hiện tại hắn đã gây được hiếu kỳ cho Thác Bạt tiểu thư. Nàng ta tất sẽ đối với đám nữ nhân khác nhắc tới, chỉ cần huyện chủ biết được sẽ chuyển đến tay Huệ Bình quận vương, sau đấy chính là Thục vương. Dương Lăng giải tỏa được lo lắng, toàn thân thoải mái, trở lại trúc đình muốn tiếp tục đại sự, kêu gọi nhân tài. Vừa tiến vào đã nhìn thấy Lý Nghi Tân, Vương Huyện Lệnh, Dương Thận và kẻ mượn rượu dài sầu, Lư Sứ Kiệt, mấy người đang nâng ly cạn chén. Rượu cạn mà ai cũng mặt đỏ tai hồng, chỉ có điều hắn lại nhìn không thấy Chu Huyền Y. Huyền Y dưới ánh trăng bước đi rất nhanh, Chu Nhượng Cận đi tới phía sau của Thác Bạt Yên Nhi, lặng lặng đứng khoanh tay,
hơi khép hai mắt, thản nhiên nghe nàng thổi xong một khúc tiêu, hắn mới mỉm cười nói: "Tiểu tính thanh hư nhạt xa." Thanh ở đây là thanh tĩnh vô vi, hư là hư vô mờ mịt, nhạt là tâm tính đạm bạc, siêu phàm thoát tục, tỉnh như sơn thủy. Người thường thổi tiêu, chung quy vẫn không thể thoát nên được những ý tình như vậy. Khúc Giang Nam Ngâm của Yên Nhiên cũng đã vượt qua được giới hạn của loại nhạc cụ này. Nhắm mắt lắng nghe, nhượng cận trước mắt giống như nhìn thấy được cảnh vật, con người của Giang Nam. Bức tường vôi trắng, con ngõ nhỏ mưa bay, chiếc cô làm bằng giấy dầu, hoa đinh hương, thiếu nữ lại như nghe được những âm thanh của tự nhiên, như tiếng nước chảy, róc rách qua cầu. Thác Bạt Yên Nhiên xoay người lại, cười nói: "Người đến rồi sao? Vừa rồi ta dùng tiếng tiêu gọi ngươi, ngươi không tới, mà người tới lại là Dương đại nhân mà ngươi khen ngợi không ngớt kìa." Dương ngốc tử cũng không biết khen người khác bằng người. Nói đi nói lại cũng chỉ nói cái thanh âm như là nơi tiên giới, trong trẻo mà lạnh lùng. Cái loại tục nhân như vậy, cho rằng cả ngày chỉ cần khen nữ nhân như tiên tử, đúng là không biết cách khen ngợi, thật sự không nhịn được cười mà. Chu Nhượng Cận bất đắc dĩ cười nói: "Người nhá, lại ở sau lưng chê bai người khác như vậy. Ta đã sớm nói người biết Dương đại nhân đối cầm kỳ thi hóa, thơ tử, ca phú không có hứng thú mà. Hắn bàn luận chính vụ có thể sáng suốt như thế, chính là bởi vì chuyên tâm dốc sức nghiên cứu một thứ này." Thác Bạt Yên Nhiên khinh thường bĩu môi, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Nàng nói: "À đúng rồi, vừa rồi Dương đại nhân kia thất hồn điên đảo, trong lúc mải mê thổi phồng khoe khoang với ta, hắn như thế nào, quyền thế, sở hữu ruộng đất của cái gì mà đã nói." Thác Bạt Yên Nhiên nói với y cận kẽ một lượt. Chu Nhượng Cận nét mặt luôn mang ý cười điềm tĩnh cũng liền biến mất. Thần sắc của y ngưng trọng suy tư trong chốc lát, rồi lại cẩn thận hỏi lại toàn bộ quá trình hai người nói chuyện. Mỗi một động tác, sắc mặt, thậm chí cả giọng điệu lúc nói chuyện của Dương Lăng cũng đều hỏi đến. Thác Bạt Yên Nhiên kể lại một lần, sau đó truy hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao?" Chu Nhượng Cận không muốn để nàng lo lắng, lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, vẫn cảm thấy việc này có khả năng lớn nhằm vào phụ vương của y. Thế nhưng phụ vương của y luôn an phận thủ thường, tiên hoàng từng đối với ông hết lời ca ngợi, triều đình cớ mục đích gì mà lại đối phó với ông đây? Có thể nào có người bị đặt phụ vương tham vọng tân hoàng đế sẽ xóa bỏ thuộc địa hay không? Xóa bỏ thuộc địa chính là lựa chọn trung thành với triều đình, thế nhưng nhất nhất lại kính cẩn nghe theo lệnh của phiên vương hay sao? Chuyện so với Kiến Văn còn ngu xuẩn hơn, như thế nào lại có thể xảy ra được? Chu Nhượng Cận cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng người thông minh suy nghĩ lại càng phức tạp. Chu Nhượng Cận suy nghĩ đủ mọi khả năng, thậm chí cả việc triều đình có thể phát binh. Thế nhưng suy đoán không có căn cứ như vậy khiến cho trong lòng của y càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không thấy được chút manh mối nào. Chu Nhượng Cận trầm tư thật lâu mới nói: "Mau, mau trở về thu thập một chút đi. Sáng sớm ngày mai Tiễn Câm Sai đi rồi, chúng ta cũng lập tức trở về thành đô, đi đường tắt, đi trước hắn một bước kìa." Thác Bạt Yên Nhiên thấy rõ tình thế nghiêm trọng, trong lòng cũng là mờ đoán được vài phần. Nàng vội xoa cằm nói: "Được, có chuyện gì quan trọng gấp gáp vậy sao?" Chu Nhượng Cận lắc lắc đầu, ngữ khí trầm giọng nói: "Ta vẫn chưa rõ được, phụ vương bệnh nặng đã lâu, không thể để ông ấy lo lắng nhiều được. Huynh trưởng tạm thời thay mặt phụ vương giữ chức thục vương, trước mắt còn đang xử lý vụ việc Man Đô trưởng có ý đồ phản loạn. Mấy năm nay ba thục vẫn luôn hỗn loạn không ngừng, nhưng nhờ uy danh của phụ vương mới được yên ổn như vậy. Danh tiếng thục hiền vương thực sự tốt như vậy hay sao? Đấy là do hiện tại Man Đô trưởng chiếm cứ thành Lăng Tiêu, hành động này làm kinh sợ ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên. Phụ vương bệnh nặng, huynh trưởng có đang xử lý việc này, không có thời gian lo lắng chuyện khác đâu. Cho nên chuyện ngày hôm nay người biết, ta biết, nhất quyết không được để kẻ thứ ba biết được." Cũng trong lúc đấy: "Chuyện này ta biết, người biết, không được để kẻ thứ ba biết chưa?" Lý Đại Nghĩa, một thân vận quần áo thổ dân địa phương, thận trọng nói với Liễu Phi Vũ. Sau đấy là cẩn thận giúp nàng mặc thêm áo choàng, dịu dàng nói: "Bàn đêm rất lạnh, hãy mặc thêm một chút vào đi." Liễu Phi Vũ sâu kín thở dài, giống như thở hết những chua xót trong lòng. Nàng mệt mỏi nhắm lại hai mắt, sau một lúc lâu mới nói: "Ta đương nhiên sẽ không kể để kẻ thứ ba biết được rồi. Ta trừ ngươi ra, có thể gặp qua kẻ thứ ba nào đây?" Nàng đã không còn bộ dáng của thiếu nữ 17 tuổi, tiểu thư nhà quan mang đồ trang sức trang nhã, da rẻ phấn nộn, lông mày kẻ chấm xanh đen, xinh đẹp động lòng người kia nữa. Nàng hiện giờ sắc mặt vàng vọt, tóc tai không chỉnh tề, chỉ có nhìn vào đôi mắt to của nàng mới mơ hồ thấy được phong thái xinh đẹp khi xưa. Vị phụ thân cùng nàng sống nương tựa vào nhau đã chết đi, nàng lại bị nhốt vào đại lao, thể xác và tinh thần đã chịu đủ tra tấn. Lý Đại Nghĩa biết tin ngang nhiên trở lại thành đại đồng, giết quan cướp ngục, cứu nàng ra. Hai người lang thang khắp nơi lưu lạc,
trải qua những tháng ngày sống trong lo lắng sợ hãi. Phụ thân của Liễu Phi Vũ bị chính người của mình giết chết, giết người bịt miệng. Ngày trước thánh giáo chủ chính là kẻ giết cha của nàng. Nàng thế nào có thể cam tâm đi theo Lý Đại Nghĩa được đây? Hai người trên đường bỏ trốn liên tục cãi vã. Cãi thế nào lại khiến cho Lý Đại Nghĩa nổi lên hung tính cùng tức giận, lúc ấy cường bạo nàng. Lý Đại Nghĩa tỉnh táo lại thì đã hối hận không kịp. Liễu Phi Vũ đã mang thai đứa nhỏ của hắn. Nữ nhân đã đi tới bước này còn có thể làm sao được đây? Thời gian trôi đi, Liễu Phi Vũ cũng chấp nhận sự giải thích của y. Thân là thánh giáo đệ tử, lúc nào cũng phải sẵn sàng hy sinh. Phụ thân của nàng nếu rơi vào tay của triều đình, kết cục cũng không thể tốt đẹp hơn, chỉ có ngũ mã phanh thây. Thà chết ở trong tay người của mình, ít nhất còn có thể được toàn thây. Nhưng Liễu Phi Vũ dù sao cũng đã quen với cuộc sống an nhàn, sung sướng, chưa từng nếm qua cực khổ. Ngay cả chấp nhận đi theo y, cũng làm sao chịu nổi được cuộc sống không có nổi một ngày yên bình đây. Hôm nay Lý Đại Nghĩa lại mang nàng bỏ trốn khỏi ngôi nhà mới dựng không được bao lâu, nàng rút cuộc cũng không nhịn được nữa. Thân thể của nàng vẫn nhỏ bé yếu ớt như liễu, bụng còn chưa nhô lên, thế nhưng gò má ngày xưa thanh tú hơn người, một màu trắng trẻo non mịn nay dưới ánh trăng lộ ra vẻ tái nhợt, lại có chút thô ráp. Lý Đại Nghĩa nghĩ tới đây không nhịn được cũng cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Y ôm lấy Liễu Phi Vũ dịu dàng nói: "Người bây giờ biết được vì sao cha ta tức giận như vậy, thậm chí ra lệnh toàn bộ trên dưới trong giáo không được giúp đỡ ta, khăng khăng muốn ta đưa ngươi đến tổng đà nhận trừng phạt chưa?" Đôi mắt của hắn dán tại hai gò má gầy của Liễu Phi Vũ nói: "Bởi vì cha đã sớm dư ra quyết định, ta sẽ trở thành thiếu giáo chủ, nhưng hai vị huynh đệ của ta đều đã có phe phái, phụ thân lo lắng nếu như tùy tiện lập ta lên sẽ làm chia rẽ nội bộ ở trong giáo. Ông ta cho ta đi đại đồng chính là để cho ta cơ hội ám sát chính đức, lập được công lớn như vậy, lập ta làm thiếu giáo chủ, hai huynh đệ của ta cũng rất không có lý do mà phản đối kìa. Ông ở Giang Nam vốn dĩ đều đã có thể sắp xếp cho ta thân phận mới được rồi, nhưng nghe nói ngươi gặp chuyện không may, ta lại lập tức mang theo đám thân tín chạy về đại đồng, gây ra chuyện nghiêm trọng cướp gục như vậy, rồi lại còn giết người, phụ thân ta dĩ nhiên tức giận. Hiện tại quan phủ cũng đã dán hình cáo thị truy nã khắp nơi, người trong giáo lại không được phép thu nhận giúp đỡ chúng ta. Ta và ngươi ở cùng một chỗ lại càng nguy hiểm. Ta mới mang ngươi khổ cực cho ngươi rồi, Phi Vũ à." Liễu Phi Vũ hiện tại cũng không thể nói rõ được nàng đối với Lý Đại Nghĩa là cảm giác gì. Y là phụ thân đứa nhỏ trong bụng của nàng, là vị hôn phu của nàng, lại là nhi tử của kẻ trực tiếp hại chết phụ thân của nàng, lại là kẻ cường bạo nàng. Nhưng Lý Đại Nghĩa đối với nàng một mảnh thâm tình. Liễu Phi Vũ trong lòng cũng hiểu rõ. Cho nên nàng có khi hận, có khi yêu, có khi chán ghét, có khi lại không muốn rời xa. Trăm mối tơ vò, một thiếu nữ 17 tuổi chỉ qua vài tháng ngắn ngủi lại có thể nếm đủ mọi tư vị yêu hận tình kiều. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới Lý Đại Nghĩa đã ngang nhiên xông vào trong đại lao tuần phủ, bàn tay chỉ cầm một thanh đao, giống như loài dã thú phát điên, điên cuồng đâm chém đám lính canh ngục tạo thành một đường máu, cứu nàng khỏi thiên lao. Nàng liền nắm chặt bàn tay to của y, thân hình tiến sát lại, cảm thụ được sự ấm áp của y. Nàng mềm yếu nói: "Nơi rừng trúc giống như chốn tiên cảnh, chúng ta ở lại đó không tốt hay sao? Vì sao lại muốn rời đi vậy? Hiện tại còn đỡ một chút, đợi đến lúc bụng ta lớn lên rồi thì phải làm sao đây?" Lý Đại Nghĩa nắm chặt bàn tay của nàng rồi nói: "Phỉ Vũ, hôm nay có rất nhiều quan binh tiến vào chân núi gần chỗ chúng ta ở, ta sợ đó là những kẻ gây bất lợi cho chúng ta, nên đã kín đáo đi tới thăm dò. Kết quả biết được trong đám quan binh thậm chí có cả cao thủ, là cao thủ đại nhất kìa. Ta không biết bọn họ có thể có mấy kẻ có thân thủ cao như vậy, cho nên đã bỏ trốn. Nhưng sống bên cạnh kẻ địch mạnh, ta chung quy thấy không yên tâm, vì thế không muốn nghĩ luẩn quẩn. Ta xuống thôn trang ở phía dưới dò hỏi mới biết người mới đến là ai." Liễu Phi Vũ nghe ra trong giọng nói của hắn có điểm khác thường, không kìm nổi từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt trong suốt hỏi: Là ai vậy?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 126 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mình cũng xin chia sẻ một chút, thời gian qua là cái bộ này thì mình đã không được ra thường xuyên được, thì mình cũng trước tiên là xin lỗi các bạn, xin lỗi khán giả. Vì là có một tầng nguyên nhân sâu xa nữa là đợt vừa giờ là mình sức khỏe đi xuống, các bạn nhìn là cũng biết rồi.
cơ thể nó bị gầy, bị hao mất chục cân ấy, do mình ốm trận vừa rồi là khá lâu. Vì nữa mình cũng đen nữa một cái là cái bộ truyện này đúng khi mình ốm lúc cái đoạn này nó cái mấy trang dịch nó bị thiếu, một trang kênh nào cũng bị luôn. Các bạn cứ vào tất cả các kênh các bạn dò là biết, từ 270 mấy ấy, bây giờ mình đọc là 290 mấy rồi. Chương 290 mấy rồi. Là cái đoạn trang nào cũng thiếu luôn. Và phải phải bỏ tiền ra để đọc ở những cái trang như bàn long chấm uất, mà người ta còn phải chụp lại cái màn hình của những cái trang bàn long chấm uất đấy, bỏ tiền ra vào đọc, mất tiền đọc xong rồi chụp lại để xong rồi cho vào trang web của chuyện của người ta. Nội dung nó cứ lùng cùng, vừa là con vớt vừa lùng ca lùng cùng, mình cứ phải ghép từ bên này ghép sang bên kia để đọc sao nó thuận miệng để làm được, mà trong khi đó tình trạng là sức khỏe nó không ổn định. Mà mình cũng tâm sự thật là cái tập 125 ấy mình đọc được có 58 phút thôi. Thế nhưng mà mình ngồi từ 11 giờ kém đêm cho đến tận 1 giờ 42 phút mình mới làm xong được cái tập đấy mà có 58 phút. Mà bây giờ là cũng là 10 giờ rồi, 10 giờ 5 phút rồi. Mình vừa mới kết thúc xong thôi. Mà làm từ bộ này đúng từ 7 rưỡi. Hôm nay mình làm sớm, 7 rưỡi mới xong được cái bộ mới tập 126 này. Đấy là cái khó khăn mình kể ra để các bạn thông cảm thôi. Chứ cũng không phải là lý do gì cả. Bản thân mình biết là mình cũng không ra được điều chuyện cho các bạn là cũng áy náy. Thôi thì chỉ mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.